Đây xin chào anh em, mình đang có mặt tại chợ Tam Thanh của huyện đảo Phú Quý nha anh em. Bây giờ mình thuê một chiếc xe máy để đi khám phá đảo. Đây chiếc xe máy mình thuê đây. Hello, xin chào anh em. Bữa nay mình đang lên đặt chân lên đảo Phú Quý nha anh em. Đây là phía bên mặt bắc của đảo. Đây. Hello đảo Phú Quý. Sau lưng này đò quá trời nè. Chè ngon quá. Nào chưa ăn gì lại ăn rồi lại chè nè. Ủa sáng ở đây người đông dữ trời. Đây quay cảnh buổi sáng ở đây mấy anh em xem. Sáng ở đây anh ta uống cà phê rồi đông. Sao giờ mấy ông ăn sáng hay như thế nào? Đây quay một vòng đảo Phú Quý cho anh em xem. Đây so diễn đầu tiên là năm người năm tô tại cửa hàng ăn sáng của chị gì đây không rõ. Bích Lan à, lại review chị Lan chút à. Đây mình quay cái cửa hàng ăn sáng cà phê ở trong đảo cho anh em xem. Chị Lan có mấy món chị Lan? Hả? 5 món. 5 món. Bún, bánh mì. 20.000 tô dễ lắm. Bún có bún với bánh mì không à, cháo lòng nữa. Cháo lòng bánh hỏi nữa. Đúng 5 món thì ông 20.000, món nào cũng 20.000 hết đúng không? 20.000. Món nào cũng 20.000 hết. Đây mình qua bên này mình quay nhan sắc chị Lan cho anh em xem. Đó, vừa qua này chị Lan vừa đeo khẩu trang lên luôn. 20 ngàn dễ lắm, phải vô. Hình như trong kia là em gái chị Lan hả? Chị gọi chị Lan là tên Điệp nha. Chị gọi chị Lan là tên Điệp. Quay sáng ở đây xe quá nhiều nè. Người tới đây uống cà phê. Đây mấy gian hàng tạp hóa rất là lớn. Anh em vô đảo ghé lại mấy gian hàng hai bên này mua là đủ đồ luôn. Chào anh. Mấy anh em trên đảo Phú Quý, chủ cửa hàng tạp hóa rất là vui vẻ ha. Này mình vô đây là 5 năm trước mình vô ở đây rồi. Quen sơ lắm. Dạ quen sơ lắm. Nay phát triển mà. Cực kỳ ngon này, bóng rẻ tiền. Nghe chị Lan nói không, món ăn bây giờ rất là ngon mà rẻ tiền. Ngon mà dễ lắm, 20.000 thôi. Này ở đây chợ gần đây không chị Lan? Chợ về Tam Thanh, ở này là Long Hải. Vậy là phải đi xe qua bên kia quẹo lên lại. Món thứ năm là món cơm sườn nữa. Sườn nè. Sườn, thịt nướng, bún xèo. Cà phê nữa. Chị làm em một ly cà phê sữa luôn. Vừa ăn hết tô bún làm húp luôn ly cà phê luôn. Không, mấy người đây có thưởng thức tại đây không? Hay là uống cà phê chỗ khác? Uống tại đây luôn. À đâu, uống tại đây luôn. Mình review phải từ đầu tới cuối. Mình review mình là luôn ngừng luôn. Chơi liêm thùng bia nữa. Đây tô bún của mình trên đảo đây. Vậy đợi anh giúp nhớ. Mấy anh em đây ăn cháo lòng, hai người ăn bún. Cho tôi nắm cho ông nghe. Nó có chân mà. Đây mình thưởng thức cái tô bún trên đảo Phú Quý thử nó như thế nào. Trên đây nhiều người biết mà. Thank you.
vương quốc luôn. Đúng thật vậy luôn. Mày uống cà phê à? Con uống cà phê vậy 4 ly cà phê thôi nha anh chị. Không không. Bé à, bé ly à. À, bé ly cà phê à. Em uống mưa luôn hay à. Vâng. Trời nãy ông nói. Lấy kem. Ờ, dạ chị kêu cho thơ em chiếc đi. Ừ. Cái gì em dạy chờ hai bên em đậu nè luôn nó đi phí đi hai người phí được ờ đi view hết cái đảo luôn mà không chạy đi view còn ai đi chợ đó bốn giờ em chạy luôn gì mà đây xin chào anh em. Bây giờ mình thơ một chiếc xe máy để đi khám phá đảo. Đây chiếc xe máy mình thơ đây 86L2 4582. Đi đây. Uống đi. Rồi thuốc cảm uống một.
Chào anh em, mình đang có mặt tại chợ Tam Thanh của huyện đảo Phú Quý nha anh em. Giờ vô đi chợ, vô kia này mua đồ ấy, vì đây dân trái cây. Vô kia mua đồ rau. Đi vô đây vô bạn. Đây là gian hàng rau ở trên chợ Tam Thanh của đảo. Đây chị bán rau đây. Đây mình đi một vòng chợ đảo cho anh em xem mấy gian hàng ăn sáng nè. Mấy gian hàng ăn sáng của đảo chợ này có bánh xèo nè, bánh xèo chị cho hỏi bánh xèo nhiêu cái vậy? 2.000 ba cái như vậy quá rẻ. 2.000 ba cái bánh xèo. Bên này có gian hàng nước xanh đỏ nè. Này gian hàng bún. Bên này nói chung khu vực này là gian hàng đồ ăn sáng không à. Này bánh xèo nè, trên đây như đặc sản bánh xèo rồi sao? Nãy giờ thấy gian hàng bánh xèo quá trời. Đây ra tới đây là hết chợ anh em. Trong gian hàng, trong nhà kiosk của chợ là bán ăn sáng như là bán rau rồi chín. Còn ở bên ngoài thì bán trái cây. Hello em. Ồ mấy anh này là đi du lịch lên đảo hay là ở đây đây? Dân ở đảo. Người đảo. Anh có kênh YouTube Bố Già Đi Biển á, chuyên quay về cuộc sống của những người đánh bắt rồi đi lanh danh. Em quay cũng quay hoài á, ở đây em cũng quen Pha Kiều rồi á. Pha Kiều Úc Lon Úc Đồ. Dân đảo. Phía bên kia là hình như là gian hàng thịt. Gian hàng thịt ở phía bên kia. Đó, dữ vậy. Đây khỏi ớt ấy, đây lấy ít rau nấu chua như là một vài cái gì đó. Đây chị lấy cái bịch chị bỏ em mấy món hả chị? Đây anh em mình quay vòng rồi bây giờ mình mua. Có lượt mình mua. Đây một bó. Hai bó.
đây nữa. Đó rau cái cộng gì chua 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 quên lẫn đây. Lá giang chị. À, lấy em mấy bả lá giang ơi. Thơm ơi. Lấy hai cái. Lấy mấy bả lá giang bỏ vô cái đùm này luôn được. Đang ghé lại mua rau ở gian hàng của chị này, chị Hồng hả? À, chị Hồng bán rau. À, chị Hồng lấy cho em mấy món này, lấy lá giang à, đó lá giang là gì á? À, lá giang mình em vô đây nè, nhiều hả? À? Hoàng lấy bớt đấy chưa? À, thôi bỏ đây, lá giang đâu, ít thư mà. À. Lá ớt vậy. Thao phần tao nhiêu vậy à? Chủ yếu cái đâm rau nấu chua vậy thôi. Bên kia còn có một quán ăn sáng nữa nè. Ngò mà niêm gì đâu lấy ngò. Ngò mà niêm gì đâu lấy ngò. Thịt à. À. Này như mướp à ta. Mướp xèo. Mướp lèo á. Mướp khứa nè, mướp này kêu mướp khứa nè. Này nhiêu ký vậy? À. Mướp này xèo ấy. Lấy bị ta ta bỏ gom vô luôn. Chị Hồng nhà ở gần đây không chị? À, còn em gái hay cháu gái thôi gì không? Nói giới thiệu mấy anh em. Cháu gái rất nhiều. À, cháu gái giờ nó đang học ở trong đất liền vậy, hay là đang ở đây? Cháu đi học. Đi học ở đảo hay là học trong đất liền chị? Cũng có ở đảo mà cũng có ở trong đất liền. À, rồi quậy treo chị nha. Mua rau xong rồi các bạn nè, rau nè, thấy quét rồi rau rồi. Đi 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 thẳng lên luôn. Đâu đâu đưa sách phụ bịch đi. Wow, sách phụ trúng bịch nặng dữ trời. Dạ dạ sách hết nổ rồi chị ơi. Mua trái cây không lại mua giùm làm ký hồng vậy, nhiêu ký hồng vậy? 35.000 ký hồng hả? À, mua ký hồng không nhỉ? Chị bán trái cây tên gì chị? Hả? Không rồi vậy là Lan ơi, hồi nãy do gặp chị kia tên Điệp rồi, giờ chờ gặp chị bán rau tên Hồng Mai. À có vậy không mà Mai, Mai tên hay với bộ, tên đẹp vậy mà không chịu ra tên nữa nha. Chị Mai hình như có gia đình rồi phải không chị Mai? Có. Có có chưa? Có rồi. Có rồi. À, 15.000 ký à? Trời ơi. Chị lấy bịch bóng lấy em ký màn câu vậy. Ừ. À.
À, lấy nhiều đó vậy. Không. Hết nhiêu đây, 2 ký mấy à? Chứ mua hết lên gì đâu. Rồi. Rỉa tê màn cầu tài đảo mà 15.000 ký màn cầu à, anh em. À. Đi mua gì nữa không? Vậy. Đúng ký luôn à. À dư be thì không đó ấy. Không? Như vậy. Mua cho ông ơi. Ông hai đi đâu. Ờ. Vậy đem gì á mà. À. Thứ muôn tay lơ nữa. Vậy thâu nhiêu vậy à? Cây cây mà có món vậy được rau cần đủ 5 món. Đây có tiền lý bên đây không biết. 5 món này 5 màu, xanh đó vàng tím. Ừ. Cô có cháu gái không cô? Đó. Giới thiệu mấy anh em đi biển. Cháu gái còn nhớ, cháu gái nào đây mười mấy tuổi. À. Đây vậy xin chào. À, mạng câu, mạng câu. 15.000 mạng câu. Xém xíu nữa bên tiền mạng câu. Rồi xin chào mấy chị em ở đảo nha. Ui. Quay. Đây mình vô chợ mua được 2 bao đây. Quá trời đồ. Bây giờ anh em sắp xếp cho gọn gàng rồi chở ra ghê. À mấy bịch thịt cây bảo quay đó nha, khỏi dập. Nào tấm lại bỏ trước con trong đây bỏ giữa nhảy một cách. Thuộc tay. Chào cô. Ê, chào chú nha. Đây lên luôn, quẹo lên xíu rồi có đúng không? Quẹo lên đi. Đây đây đây. Rồi cảm ơn chị. Quầy thuốc Nhật Tấn. Kho lạnh Minh Hà. Chiên ký gửi các loài hải sản đông kho lạnh anh em. À đây kho lạnh. Mình đang đi chợ Tam Thanh thì chợ này nó nằm bên phía mặt nơm của đảo nha anh em. Thì lúc nãy là mình vô là mình ở bên mặt bắc. Đây anh em, mình đang đi chợ Tam Thanh. Chợ này nằm ở phía bên mặt nền của đảo. Thì lúc nãy mình vô lúc nãy mình vừa mới vô bờ là mình ở bên mặt bắc. Rồi mình thơ xe mình xuống bên phía bên mặt nền. Thì từ mặt nền thì ở dưới đi thẳng xuống ở dưới cảng, rồi từ dưới cảng mình chạy thẳng lên trên này có cái chợ Tam Thanh anh em. Đó, có bảng chợ kìa.
Ở đảo Phú Quý thì chợ Tam Thanh là nói chung là bán đồ rau thịt là đầy đủ với anh em. Đi chợ này lên mua cũng được. Chạy xuống kêu băng lên luôn rồi. Mà quán nhậu phía bên đây không phải ngay đây à, còn dưới kia nữa sao? Đây có nhà nghỉ biển Đông lớn cơ, có cà phê nè.